Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Theo trang Worldometer, số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt 4,8 triệu người. Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và số ca tử vong. Số ca nhiễm đã là 1.529.144 người. Số ca tử vong là 90.996 người. Nga đứng vị trí thứ hai trên toàn cầu sau Mỹ với 290.678 ca nhiễm. Brazil, thay Italy và Anh thành ổ dịch lớn thứ tư trên thế giới với 244.052 ca nhiễm. Số ca nhiễm tại Singapore đã là 28.343 người, đứng sau là Indo với số ca nhiễm dược 18.000 người. Trong khi đó, Lào, Đông Timor và Việt Nam nằm trong nhóm có số ca mắc COVID-19 thấp nhất khói. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến 21 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 4.833.463 người, số ca tử vong 317.225 người số ca chữa khỏi là 1 triệu 871.912 người. Tại Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm 2 tiếp viên của Việt Nam Airlines thực hiện chuyến bay VN0062 từ Nga trở về và 2 hành khách trên chuyến bay VN001 từ Mỹ trở về. Tất cả các ca dương tính trên đều được cách ly sau khi nhập cảnh và không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Cũng trong ngày hôm nay, thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số người nhiễm tại Việt Nam là 324 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 263 người. Còn tại Tây Ninh, bệnh nhân thứ 315 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, sức khỏe ổn định. 18 trường hợp tiếp xúc gần, tức là trường hợp F1, đang được cách ly theo dõi, sức khỏe ổn định. Kết quả xét nghiệm 18 trên 18 người tiếp xúc gần âm tính. Như vậy, tính đến thời điểm này, tại Tây Ninh, số người nhiễm là 4 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 3 người.